bạn hiểu là cơ thể này, trí óc này, nó chỉ có thể làm được đến chừng này, nhưng có cái gì đó để lớn lao hơn rất nhiều so với cái này. nếu bạn hiểu được điều này, bạn sẽ không phô trương ngày càng nhiều về chính bản thân mình, bạn sẽ càng ngày càng bớt đi sự chăm chút về bản thân mình. người hỏi, tôi đang gặp khó khăn với lòng tận hiến và tôi đã đọc mọi thứ tôi có thể tìm thấy về những điều mà ngài nói và làm mọi người xung quanh tôi nổi cáo khi cứ hỏi họ thế nào là lòng tận hiến lòng tận hiến là gì và tôi hy vọng thầy có thể giải thích nó cho tôi theo cách mà tôi hiểu được sakharoo trả lời bạn muốn hiểu về lòng tận hiến hay bạn muốn biết về lòng tận hiến bạn muốn biết về lòng tận hiến bạn muốn biết về lòng tận hiến đó là một chuyện hiểu về lòng tận hiến là một thứ thuộc về hàng lâm lòng tận hiến có nghĩa là thứ mà không có bạn ở trong đó nó là một khía cạnh khác của sự thông minh ở đó sự thông minh của bạn đã thăng hoa tới một điểm. Bạn hiểu rằng nếu bạn đã cố gắng hết sức trong cuộc sống của mình, bạn hiểu là cơ thể này, trí óc này nó chỉ có thể làm được đến chừng này, nhưng có cái gì đó để lớn lao hơn rất nhiều so với cái này. Nếu bạn hiểu được điều này, bạn sẽ không phô trương ngày càng nhiều về chính bản thân mình bạn sẽ càng ngày càng bớt đi sự chăm chút về bản thân mình. Khi bạn trở nên vô ngã, dĩ nhiên bạn sẽ chân thành dân hiến. Lòng tận hiến có nghĩa là bạn để cho sự sống chảy xuyên qua bạn. Bạn để cho ơn phước của sự sống chảy xuyên qua bạn. Trí tuệ có nghĩa là bạn sẽ phân chia thứ thành hàng triệu mảnh và bạn tin rằng bạn đã hiểu. Do đó, đừng có đi lòng vòng để cố gắng hiểu. bạn có bạn có biết chiếc lá cuối cùng kia chiếc lá kia cái mà chỉ mới xuất hiện hai ngày trước đây bạn có hiểu chiếc lá này không bạn hiểu không bạn hiểu không sao bạn không phải là một thạc sĩ khoa học à bạn học tất cả các môn sinh học khỉ gió vì những thứ có trên hành tinh này mà bạn vẫn không biết được nó là gì con kiến đang bò ngay lúc này trước mặt bạn bạn có hiểu về con kiến này bạn có hoàn toàn hiểu về con kiến này không không bạn có hiểu về một nguyên tử đơn lẻ trong sự tồn tại này không thậm chí một hạt hạ nguyên tử liệu bạn có hoàn toàn hiểu về nó không vì vậy khi bạn nhận ra rằng mọi thứ ở đây đều vượt ngoài con người bạn một con kiến cái cách nó được tạo ra cơ cấu của con kiến chỉ nhìn tám cái chân kia làm thế nào mà chúng đi một cách hiệu quả mà không vướng vào nhau chỉ riêng phần cơ cấu của nó thôi bạn đã không thể hiểu nói gì đến những khía cạnh khác của nó vì vậy nếu bạn nhìn thấy mọi thứ ở đây vượt quá tầm hiểu biết của bạn từ chiếc lá cho đến một nguyên tử từ con kiến đến một nguyên tử cho đến hạt bé hơn nguyên tử mọi thứ đều nằm ngoài tầm hiểu biết của bạn chẳng phải nó là điều hiển nhiên rằng bạn nên cúi mình trước mọi thứ mà bạn nhìn thấy bạn nghĩ rằng bạn đã nắm bắt vì nó vì vậy bây giờ bạn phải cố gắng để hiểu về lòng tận hiến bạn không thể hiểu bất cứ thứ gì nhưng bạn có thể trải nghiệm mọi thứ nếu bạn sẵn lòng và cởi mở lòng tận hiến có nghĩa là bạn là một cửa ngõ hoàn toàn cởi mở với cuộc sống một người tận hiến một khi bạn đồng nhất bản thân với sự trí tuệ của mình ngay lập tức lòng tận hiến giống như một điều ngu ngốc dĩ nhiên có nhiều người tận hiến ngu ngốc hoặc nhiều kẻ ngu ngốc tuyên bố rằng họ là người của sự tận hiến nhiều kẻ ngốc trên hành tinh này với đầy sự sợ hãi trong họ tuyên bố rằng họ là những người tận hiến ở ấn độ nó đã trở thành đồng nghĩa paja bakati điều đó có nghĩa là họ đang thốt ra từ paja có nghĩa là nỗi sợ hãi Bhakti. Bhakti có nghĩa là lòng tận hiến. Họ đang thốt ra hai từ này như thể chúng là giống nhau. Nếu bạn đang sợ hãi, thì rõ ràng không hề có lòng tận hiến trong bạn. Nếu bạn có lòng tận hiến, thì sẽ chẳng thể có chút sợ hãi nào trong bạn. Đơn thuần là không thể có chút sợ hãi nào. Trong bạn, nếu bạn đang ở trong trạng thái hiến dân, nhưng bây giờ mọi người hiểu hai điều này, thứ mà hoàn toàn đối nghịch nhau, thể chúng là một thứ. Bởi vì nó thuận tiện cho họ, điều này đã trở thành cách hiểu thông thường. Bởi vì đủ các loại những kẻ ngu dốt tuyên bố rằng họ là những người tận hiến. Sự ngu dốt không phải là lòng tận hiến. Lòng tận hiến là một khía cạnh khác của sự thông minh. Nó hiểu được rằng trí tuệ là một công cụ hạn chế. Với công cụ này, bạn không thể thấu hiểu về thế giới. Kéo căng các trí tuệ này đến giới hạn của nó, bạn sẽ nhận ra, với trí tuệ này, bạn có thể sống sót. Với trí tuệ này, bạn có thể nhìn thật bảnh trong bữa tiệc trà. Với trí tuệ này, bạn có thể kiếm tiền. Với trí tuệ này, bạn có thể tìm được một công việc nhưng với trí tuệ này bạn không thể thấu hiểu về sự tồn tại chẳng mất nhiều thời gian để hiểu được điều này nếu bạn hiểu điều này thì bạn sẽ tự nhiên cúi mình và trở thành người tận hiến nó không phải là một hành động nó là sự vắng đi những thứ vớ vẩn của bạn đó là sự tận hiến khi thứ vớ vẩn trong bạn ngừng lại lòng tận hiến sẽ hiện ra Lòng tận hiến không phải là một hành động là nếu bạn đi tham gia nghi lễ bô gia ở đền hoặc cầu nguyện trong nhà thờ hoặc đứng lộn ngược điều đó không phải là lòng tận hiến họ đang cố gắng để trở thành cố gắng để tạo dựng lòng tận hiến của họ và bạn cũng đã nhìn thấy sự vô biên của sự hiện hữu là gì so với thế giới này và bản thân này nó trông quá nhỏ, cực nhỏ Do đó tự nhiên bạn sẽ dâng hiến Không có cách tồn tại nào khác Bạn hiểu được Sự gắn danh tính với cái nhỏ bé Của việc bạn là ai Là rào cản duy nhất Mà bạn có và bạn sẽ trở nên Trống rộng trong bản thân mình Khi bạn trở nên trống rộng Bạn là người tận hiến Không có cách nào khác Chào mừng các bạn đến với kênh Sátru Lòng Tiếng nơi tìm về chính mình